Chúng ta sẽ bắt đầu với chương đầu tiên trong khóa học về Quantitative Analysis của chương trình FRM 1. Chương đầu tiên đó là về xác suất, trong tiếng Anh đó là probabilities. Ở trong chương này chúng ta sẽ học một số khái niệm, đó là về discrete random variable, đó là biến ngẫu nhiên rời rạc. Tiếp theo đó là biến ngẫu nhiên liên tục, continuous random variable. Trong đó có 3 khái niệm chính, đó là probability density function, viết tắt là PDF, đó là hàm mật độ xác suất. Tiếp theo đó là hàm tích lũy xác suất, cumulative distribution function, viết tắt là CDF, và hàm đối của hàm CDF đó là hàm inverse cumulative distribution function. Chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 khái niệm tiếp theo, đó là Mutually Exclusive Event và Independent Events. Tiếp theo đó là về ma trận xác suất, probability matrices, và cuối cùng đó là khái niệm về xác suất có điều kiện, conditional probabilities. Ở trong khóa học này thì tôi sẽ trình bày slide bằng tiếng Anh, và sau đó tôi sẽ giải nghĩa các cái thuật ngữ bằng tiếng Việt. Đó là bởi vì chúng ta sẽ thi bằng tiếng Anh, do vậy chúng ta cần phải hiểu thuật ngữ bằng tiếng Anh để có thể làm được bài thi. Chúng ta sẽ đến với Learning Objective đầu tiên, đó là Describe và Distinguish Between Continuous và Discrete Random Variables. Đầu tiên đó là biến ngẫu nhiên rời rạc, đó là Discrete Random Variables. Đây là biến ngẫu nhiên mà chỉ có thể có một số giá trị hữu hạn nhất định, đó là accountable number values. Ví dụ như một đồng xu thì chỉ có thể đó là ngửa hoặc là sấp, hay là một trái phiếu thì chỉ có thể có một số xếp hạng nhất định như là AA, AA hay là B. Như vậy ở đây ta sẽ ký hiệu đó là biến ngẫu nhiên x, thường hiệu là giá trị x lớn, y lớn, vân vân, và sẽ nhận các giá trị có thể có, đó là xy nhỏ. Và bởi vì đây là biến ngẫu nhiên, tức là biến này ta chưa xác định được giá trị của nó, và giá trị của nó chỉ được xác định khi mà ta thực hiện xong thí nghiệm. Tức là khi mà ta tung một đồng xu thì ta mới biết được là nó ngửa hay là sấp. Và như vậy mỗi một giá trị của biến ngẫu nhiên thì ta cần phải gán cho nó một giá trị xác suất. Và như vậy xác suất để x bằng xy sẽ được ký hiệu là bằng pi, với y chạy từ 1 đến n. Như vậy n đó là số khả năng xảy ra của biến ngẫu nhiên x. Và tính chất của biến ngẫu nhiên rời rạc đó là các xác suất của nó pi phải lớn hơn hoặc bằng 0, và tổng các xác suất phải bằng 1. Đó là ta có là nếu như ta có n khả năng xảy ra thì tổng các xác suất của n khả năng đó phải bằng 1. Và biến ngẫu nhiên thì ta có thể ký hiệu, giả sử nếu như ta có một trái phiếu, nó có thể có xác suất để nhận được là AA, AA hay là B, và ta sẽ xác định nó, ta sẽ gán nó với những giá trị số chẳng hạn như là 1, 2, 3 vân vân. Giả sử ở đây là bằng 0,2, 0,5, 0,3 chẳng hạn. Thì đây là một cách để ta có thể biểu diễn nó, biểu diễn hàm phân phối xác suất của biến rời rạc ở trên một biểu đồ. Ở đây là giá trị có thể có của x là bằng 1, 2 và 3. Và với mỗi một giá trị đó thì ta gán cho nó một xác suất là bằng p. Ở đây sẽ là 0,2, 0,5 và 0,3. Và chú ý là 3 xác suất. Và chú ý là 3 xác suất này phải cộng lại với nhau bằng 1. 0,2 cộng 0,5 cộng 0,3 phải bằng 1. Tiếp theo đó là một biến ngẫu nhiên dạng liên tục, đó là continuous random variable. Thì sẽ có thể nhận một giá trị bất kỳ ở trong một khoảng. Như vậy không giống như biến rời rạc, đó là chỉ nhận một số giá trị hữu hạn nhất định. Thì biến liên tục có thể nhận vô số giá trị trong một khoảng. Một ví dụ đó là lợi suất của một index cổ phiếu thì có thể là giá trị bất kỳ nằm trong khoảng từ trừ 1 đến vô cùng. Nhớ lại đó là lợi suất. Giả sử tôi ký hiệu đó là RT, được tính sẽ là bằng stock index tại thời điểm T trừ đi thời điểm T-1 và chia cho thời điểm T-1. Và bởi vì lợi suất của index hay là cổ phiếu thì luôn lớn hơn không, do vậy giá trị này thì luôn lớn hơn hoặc bằng trừ 1, do là ST luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy giá trị này nhỏ nhất có thể là bằng trừ 1 khi mà ST là bằng 0. Khi đó thì RT có thể nhận giá trị bất kỳ nằm trong khoảng từ trừ 1 đến vô cùng. Như vậy sẽ là vô số giá trị có thể có của biến RT. Và khi đó thì xác suất để một giá trị bất kỳ nhận được một giá trị bất kỳ sẽ là bằng 0. Như vậy ta sẽ gọi là xác suất để RT sẽ bằng 6% chẳng hạn thì sẽ bằng 0. Hay là xác suất để RT bằng 0% chẳng hạn cũng sẽ bằng 0. Và khi đó thì ta sẽ chỉ make sense khi mà ta nói về xác suất tại một khoảng. Như vậy ta chỉ có thể nói là xác suất của lợi suất nằm trong khoảng từ 6% đến 7% là bằng bao nhiêu. Thì chỉ có những xác suất này thì có thể là lớn hơn không. Như vậy ta sẽ xác định xác suất để x nằm trong khoảng từ R1 đến R2 bằng P. Tiếp theo đó là khái niệm về hàm mật độ xác suất, đó là probability density function, thường ký hiệu đó là PDF. Thì hàm này sẽ cho chúng ta biết là khả năng xảy ra tại điểm nào là nhiều hơn đối với biến ngẫu nhiên liên tục. Giả sử ta sẽ có một biến ngẫu nhiên x và ta có một hàm phân phối như sau. Thì đây được gọi là hàm PDF của biến x. Thì ta thấy là giá trị càng lớn thì thể hiện là khả năng để xảy ra những giá trị đó càng cao. Giả sử đây ta lấy là giá trị của hàm số là lớn trong khoảng là a đến b chẳng hạn. Thì ta thấy là khả năng để biến x nằm trong khoảng từ a đến b sẽ là nhiều hơn so với x nằm trong khoảng ở phía dưới c hay là phía trên d. Bởi vì giá trị tại những khoảng này là nhỏ. Như vậy hàm PDF sẽ cho chúng ta biết đó là hàm số này sẽ có khả năng, đó là biến x có khả năng là sẽ rơi vào trong khoảng từ a đến b là nhiều hơn so với khả năng đó là nhận được c hay là nhận được d. Tuy nhiên thì như đã lưu ý ở trên, đó là ta chỉ có thể xác định xác suất đối với hàm liên tục ở trong một khoảng. Như vậy ta không thể nói là xác suất tại x bằng a là lớn hơn xác suất x bằng c, bởi vì hai xác suất này đều bằng 0 cả. Mà ta chỉ có thể nói đó là khả năng để x nằm trong khoảng từ a đến b sẽ là cao hơn so với x nằm trong khoảng nhỏ hơn c hay là lớn hơn d. Ở đây tôi có một cái slide để so sánh giữa hàm phân phối rời rạc và hàm phân phối liên tục đối với hai biến ngẫu nhiên, một trường hợp là rời rạc ở bên trái và trường hợp biến ngẫu nhiên liên tục ở bên phải. Thì ta thấy là đối với hàm rời rạc thì sẽ chỉ nhận các giá trị hữu hạn. Ở đây trong ví dụ này đó là chỉ có 7 giá trị có thể có của biến x, và với mỗi một giá trị này ta xác định cho nó một xác suất. Thì giá trị càng cao thể hiện là xác suất xảy ra tại giá trị đó càng lớn. Tương tự như vậy trong trường hợp liên tục thì ta cũng sẽ có một hàm số, nhưng hàm số này sẽ là một hàm số liên tục, tức là một đường liên tục như thế này, thể hiện đó là khả năng xảy ra tại những điểm ở đây chẳng hạn là sẽ cao hơn tại những điểm khác. Cũng giống như hàm trong trường hợp rời rạc, đó là những giá trị nằm ở đây chẳng hạn thì sẽ có xác suất xảy ra là nhiều hơn. Và để xác định xác suất để x nằm trong khoảng từ a đến b trong trường hợp rời rạc, giả sử ở đây là a chẳng hạn, đây là b, thì ta sẽ tính tổng xác suất tại những điểm x mà nằm trong khoảng từ A đến B. Như vậy giả sử ở đây là A và đây là B, thì ta thấy là có 3 điểm ở đây là có x nằm trong khoảng từ A đến B. Như vậy ta chỉ việc cộng xác suất của 3 giá trị này lại thì sẽ ra được xác suất để x nằm trong khoảng từ A đến B. Và như vậy tương tự trong trường hợp mà liên tục để tính xác suất để x nằm trong khoảng từ A đến B thì ta cũng tính tương tự. Tuy nhiên thì ta không thể cộng tổng của vô số giá trị nằm trong khoảng từ A đến B. Do vậy ta sẽ thay cái tính tổng bằng dấu tích phân. Đó sẽ là tích phân từ A đến B của hàm fx, đó là hàm pdf. Như vậy để tính xác suất để x nằm trong khoảng từ A đến B đối với một biến liên tục thì ta sẽ tính tích phân của hàm pdf với cận là từ A đến B. Và ta nhớ lại đó là tích phân thì cũng hoàn toàn tương tự như là dấu tính tổng, nhưng trong trường hợp đó là liên tục. Và hai tính chất khác của hàm rời rạc đó là xác suất của x phải lớn hơn bằng 0 và tổng xác suất phải bằng 1. Tương tự ta sẽ có là hàm fx phải lớn hơn bằng 0 và tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng của hàm fx phải bằng 1. Hay ta có thể viết một cách khác đó là tích phân trong khoảng từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất của biến x sẽ phải bằng 1. Như vậy nếu như một biến liên tục mà chỉ nhận giá trị nằm trong một khoảng, ví dụ như thế này, thì ta chỉ việc tính tích phân của hàm số trên khoảng từ r min đến r max. Và tích phân ở đây ta có thể hiểu đó là chính là bằng diện tích của phần mà gạch chéo ở đây, đó là diện tích mà nằm ở phía dưới đường PDF, và đó chính là định nghĩa của tích phân. Ở đây tôi có một ví dụ lấy ra từ trong sách khác, đó là ví dụ 1.1. Ta xác định một hàm PDF đối với một giá của một trái phiếu chiết khấu với giá trị notional value là 10, sẽ có cái hàm phân phối như sau: fx bằng x chia cho 50 với x nằm trong khoảng từ 0 đến 10. Trong đó x đó là giá của trái phiếu. Và ta cần xác định cái xác suất để giá này nằm trong khoảng từ 8 đến 9. Ở đây ta có thể vẽ ra cái hàm phân phối xác suất của biến x như sau. Các bạn có thể dừng video lại và có thể nghĩ ra cách giải trước dựa vào những cái thông tin mà tôi đã trình bày ở trên, và sau đó chúng ta có thể xem lại với lời giải. Ở đây tôi đã trình bày lời giải như sau. Đầu tiên là ta sẽ vẽ cái hàm PDF của biến x như sau. PDF của biến x, ta thấy là x chỉ nằm trong khoảng từ 0 đến 10. Vậy x nhỏ nhất là bằng 0, lớn nhất là bằng 10. Và đây là một hàm fx, là một hàm tuyến tính. Ta thấy là x bằng 0 thì f sẽ bằng 0. Còn nếu như x bằng 10 thì f sẽ bằng, đó là 10 chia cho 50, đó là bằng 0,5. Như vậy giả sử ở đây là giá trị của 0,5. Thì ta sẽ có cái hàm PDF sẽ có dạng như sau. Như vậy đây chính là hàm PDF của biến x. Và ta cần xác định xác suất để x nằm trong khoảng từ 8 đến 9. Và đối với một hàm liên tục như thế này thì ta đã biết đó là xác suất này sẽ bằng, đó là tích phân từ 8 đến 9 của hàm f, trong đó hàm f có dạng đó là bằng x chia cho 50 dx. Như vậy ta tính tích phân này, tích phân của x trên 50 sẽ bằng, đó là x bình và chia cho 100 với cận là bằng từ 8 đến 9. Như vậy ta thay vào thì đây sẽ bằng, đó là 9 bình phương trừ đi 8 bình phương và chia cho 100 sẽ bằng, đó là 17%. Như vậy ta sẽ có là xác suất để giá nằm trong khoảng từ 8 đến 9 sẽ tính ra bằng 17%.